Anh ơi, ơi, tôi anh nghe đây. Hôm nay em đi chơi với bạn nhá. Rồi, em đi chơi về trễ nhá. Rồi, anh biết rồi. Sao anh chơi game hoài vậy? Anh chơi một tí. Về trễ đây. Rồi. Mới làm gì đấy? Em nhặt mắt kính. Không chơi nữa. Bước qua đây. Em đi chơi với bạn đây. Ờ.